Chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út mưa 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 chiều gì chiều tối tối chiều ấm áp người thân gia đình nha. Tắm uống nước dừa. Tắm uống nước dừa, trời ơi hôm nay nóng trong người quá, nổi mụn lum la, về uống nước dừa cho nó giảm cái độc tố trong người. Trời ơi, vui gì đâu cái nhà. À dài vui quá. Không phải là mình thấy người ta ngã ngựa mình vui đâu, nhưng mà những con người này đáng được như vậy, đáng mới bị như vậy, để cho họ hết bớt nghênh ngang, bớt trịnh thượng, bớt bớt coi mình là mẹ thiên hạ má thiên nhiên, bớt chà đạp khi dễ người khác và bớt coi thường luật nhân quả. Nó đáng như vậy chứ không phải mình thấy người ta vậy mà mình vui, không có đâu. Những con người này đáng được như vậy, đáng phải như vậy. Tại vì Ni vừa có chuyện hai vợ chồng lên da mẹ da mặt vui luôn, mà chính là hai người này âm mưu hại Ni, mà Ni bị da mặt rồi da mặt mừng. Út nói hoài à, người hại vất vả dài ngày, chờ hại vất vả cả đời. Nói khùng khùng đi điên, dưới lúc tôi nói gì cái tôi nói vô cái chúng bóc mấy mẹ khang tiếng nói hết nổi nè. Rồi à, cả nhà biết một cái thông tin mà cũng ngỡ ngàng luôn. Cả nhà biết lý do làm sao mà chú Bảy nhập viện gấp không? Ừ. Có một bổn cũ soạn lợi làm tới làm lui hoài à. Soạn sợ người ta làm cái dở mớ đi chứ có chuyện làm hoài. Mỗi lần mà có cái gì mà sắp xảy ra đó, mỗi lần mà có cái gì mà sắp xảy ra mà bọn cần cần ê hề đó, là dùng chú bảy giống như cái xác sống vậy đó, dùng chú bảy để mà làm cái bình phong để mà du oan giá họa cho Hồng Loan, đổ thừa cộng đồng mạng đó vậy đó. Cả nhà biết chuyện gì không? Biết chuyện gì mà chú Bảy nhập viện gấp không? Chứ là bình thường nếu mà người nhà mình nhập viện là mình buồn lắm đó nha, buồn lắm, mà không có khi nào mình chụp mình đăng lên làm gì. Như con mấy ra bé Yến con Út của bữa nay đi mổ mắt á, mổ cận thị xó cận cái nhà mấy chục triệu luôn á, mình đăng lên làm gì đúng không? Mà chồng mình bệnh mà mình còn đứng đó mình quay phim mình đăng lên là biết gì không? Làm thương mại, làm kinh tế nè. Tại vì sắp tới á, Út nghe thông tin là sắp tới chuyển nhà, tại vì không còn tiền đóng tiền nhà nữa nên phải chuyển xuống căn nhà giá thấp hơn đó, nên sắp tới chuyển nhà. Nên xèo xèo cái xèo đực á, diễn cái trò bệnh để coi ai có ai cho tiền hay không, để coi nước ngoài có đổ tiền gì hay không, để cho coi cái đứa nào mà có tiền mà không có não đó, mấy đứa mà có tiền mà không có não đó đổ vô giống đi hồi đó giờ đổ vô vậy đó. Đã để coi cô Chiên có để gửi tiền gì không, hay là để coi Hà Mã có qua xin bông le le tiền giống như đợt hổm cho 20 triệu hay không. Đó, để coi có ai cho tiền để mà mướn nhà khác hay không. Nên nhập viện đó. Lần trước thì chị Bông Lê Lê còn cho tiền chứ. Lần này mà Hà Mã qua mà kêu chị Bông Lê Lê cho tiền rồi là chị Bông Lê Lê ký vô đầu Hà Mã liền. Tại vì sao? Tại vì cái thân chị Bông được chị Bông mù lo vô xong. Bông Lê Lê sắp tới không còn Bông Lê Lê nữa. Mà Bông Thúy Địch, Thúy Địch, Bông Cứt Lợn đó. Sắp tới còn mình lo vô xong lấy đâu cho tiền. Bởi ta nói rồi, bởi nó nói rồi đừng có đụng tới Hà Mã, Hà Mã nó xui lắm, nó nhìn cái mặt nó là biết tồn khí tồn não, khí tồn hại não lên rồi, cái mặt nó trời ơi trời, tôi nói nó âm tì địa ngục gì đâu á. Đó bá vô Hà Mã là từ ngày mà chị Bông với anh Bóng mà bá vô Hà Mã kêu Hà Mã làm đại diện mỹ phẩm là cái thương hiệu mỹ phẩm là bác ế luôn đó. Hồi đó còn bác được đúng không, từ ngày mà Hà Mã mà làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm á là ế luôn á, nó lên nó nói là kem mà xuất vô trắng liền. Cả nhà biết thường mỹ phẩm mà xuất vô khoảng nửa tháng mới có hiệu nghiệm, mà xuất vô chắc liền là nó dấp nó xạo là kem dởm đó, kem dởm á nó nên xuất vô trắng liền đã đúng không? Đã, bởi vậy hết người rồi, hết người làm đại diện mỹ phẩm rồi, mướn ngay Hà Mã đang ám khí dịch đó, đang bị ám khí dịch ám khí chuột, mướn làm đại diện phát ngôn cái đại diện mỹ phẩm chứ quên, là từ đó làm không có bán mỹ phẩm được luôn á. Từ 18 triệu mà xuống 1,8 triệu là cả nhà biết nó kinh khủng mà nó ngỡ ngàng cỡ nào rồi. Là mình bị thất thoát, mình bị mua cái mỹ phẩm đó là mình bị mất biết bao nhiêu tiền rồi. Mà phải chi mà mình bỏ 18 triệu ra mà sản phẩm nó vừa với 18 triệu cũng được đi, mà bỏ 18 gia triệu ra mà mua sản phẩm giá có 200 ngàn Thánh Hằng ơi đó đúng cả nhà. Rồi chú Bảy thì có chiêu là nhập viện, còn cô Sáu cũng có chiêu luôn, là chiêu gì không, chiêu khóc. Giống như cô Sáu là đụng cái chảy nước, đụng cái chảy nước á, đụng cái chảy cô Sáu chảy nước liền à. Đó, ai mà đụng tới cô Sáu là chảy nước, đụng tới khóc, đụng tới khóc. Ngoài cái chuyện mà khóc với là phá của ra đó, cờ bạc đầy đó cô Sáu không có biết làm gì á. Ngoài cái chuyện khóc ra là cô Sáu không có biết gì á. Cô Sáu khóc riết
khóc giết mà à, cậu Năm á, là ông Hoàng mà làm tiền mà giác từ bao từ bao về luôn mà giết, mà cậu Năm mất mà không có tiền mua cái quan tài luôn, khóc giết cô, khóc chốc giết mà cô Sáu hả, giờ già rồi mà à, vô gia cư bền vững luôn. Ừ. Cô khóc khóc giết mà giờ cô Sáu bị ta chửi vỗ quá trời, cô khóc khóc giết mà giờ không còn què vậy cũng vẫn khóc. Ừ. Ngoài ngoài khóc ra cô Sáu làm gì à, cái này à, trời ơi à, cô Sáu mặc dù à, đang à, bị à, à, bị áp lực này kia nhưng cô Sáu vẫn vô chăm em mình. Tôi nói hay không? Tôi nói hay không? Thấy cha Bảy mà có tình hình mà thở không nổi á, ừ, chuẩn bị nghỉ thở đó là mẹ con cô Sáu giả bộ vô chăm sóc đang chi, đang có cái cớ kêu gọi đám tang chứ chi, trời ơi chứ dễ gì mẹ con cô Sáu là chăm sóc ai, đúng không? Cậu nuôi mình như vậy mà còn không chăm sóc cậu thì à, cha Bảy có nuôi ngày nào đâu mà chăm sóc. Đà, đây là kịch bản mẹ con cô Sáu. Đà ve ơi, vô bánh ve ơi, mua tổ yến, mua bầu ngư di cá cho chú Bảy ăn đi, chụp hình quay phim lên 80 lần vậy đó. Đà, cho người ta biết mình có hiếu, để đem mốt lỡ chú Bảy mà nghỉ thở đó, nghỉ thở dài hạn đó, rồi mình có cớ để mình quyên góp. Thì này không biết xèo cái với ve có quýnh lộn với chuyện quyên góp không ta? À, đúng không? Ngon lại dành với xèo cái đi ve. Ngon dành đi xèo cái đi, ngon để dành đi, trời ơi à, chú Bảy vậy chứ cũng có lợi hại bộ, mỗi lần có chuyện gì cái xèo cái dùng cái xác khô của chú Bảy cái kiếm mớ à, dùng xác khô chú Bảy kiếm mớ à, cái vậy đó à, kiếm tiền từ cậu kiếm hết nổi rồi, giờ kiếm không được rồi, lợi dụng ăn bình bông trái cây mà giờ ăn không được luôn rồi, giờ phải dùng Bảy thôi. Đã rồi à, à, có bài viết của cô ba sida viết vậy nè: nay dỗ ba cô Sáu thương gia đình thương cô à, cô sống chợ sống thuê nhưng vẫn cúng đầy đủ cho ba mình, mắc mệt quá sống chợ sống thuê cúng đầy đủ cho ba mình mà để ô xuyên thờ mà cúng đầy đủ, có hiếu dữ chưa, có hiếu với cha mẹ dữ chưa cô Ba Sida hả, cô Ba Sida hả, nguyên một bầy toàn đứa nào đấy hả, toàn là não bị khô không ăn muối ăn đường không à, à dù sống chợ nhưng lo cho cha mẹ đầy đủ chứ giờ ham ăn biết làm mà không ra chợ ở cũng uổng, rồi nhà từ đường bán rồi còn nữa đâu, ngay cả cha mẹ còn bị cô Sáu đưa ra nhà chợ ở mà còn đưa ra tư gia ngoài đường ở mà lấy đâu mà không ở nhà chợ hả, rồi tại sao mình nói mình có hiếu cha mẹ lo cho cha mẹ đầy đủ, sao mình không đem cha mẹ về thờ mà để cho con ở đợ nó thờ, con ở đợ nó mắc mớ gì trong dòng họ võ, nó mắc mớ gì liên quan tới cha mẹ mình mà mình lại bắt nó thờ, kỳ vậy trời, vậy là cái nhà của ở đợ chính là nhà tổ hả, cái nhà của ô xin và chính là nhà tổ hả, ngộ vậy hả cô Ba Sida, trời đất ơi, trời nhiên mình là con gái mà mình không thờ cha thờ mẹ mà để cho con ô xin nó thờ mà mở miệng nói là nay vẫn sống chợ nhưng mà vẫn lo cho cha mẹ đầy đủ, lo dữ chưa lo ra đường ở lần rồi, bán ngày từ đường ra đường ở lần rồi, trời ơi cô Ba Sida giờ này mà cô còn viết lên những gờ đó nữa hả cô Ba Sida hả, có hiếu dữ chưa, trời đất ơi, ô xin là cái gì trong dòng họ võ vậy, con ô xin là gì của cha mẹ mình vậy, mà ốc nghi là cái nhà này là nhà của con ve nó mua chứ không phải nhà ốc xin, ai cũng nghi vậy á, tại vì cái nhà này bây giờ thờ cha thờ mẹ thờ cậu Năm luôn, coi nhà tổ mẹ còn gì, mà tại sao cô Sáu đó, cô Sáu thương cha thương mẹ mà cô Sáu không thờ mà để cho con ở đợ không liên quan gì tới gia phả mình, thờ là sao, hồi đó là mới thấy luôn trong cuộc đời mới thấy cha mẹ để ô xin thờ chứ mình không thờ, vậy mà lúc nào cũng mở miệng ra thương cha thương mẹ, ừ, lo cha mẹ đầy đủ à, lúc cha mẹ còn sống thì không làm cho cha mẹ vui lòng đi, mất giòi cúng mình ăn với ai ăn, mày đặt làm màu hả, làm màu chụp hình đăng lên mắc ế quá à, cầu mong à, bình an đến với gia đình, nói nghe nè, mình muốn cầu bình an đến gia đình mình á thì mình đừng đi kiếm chuyện với người ta, còn một khi mình đi kiếm chuyện với người ta thì mình đừng cầu bình an gì hết trơn, ừ, tại vì mình kiếm chuyện với người ta thì người ta cũng kiếm chuyện với mình à, nên mà không có bình an, còn muốn bình an đừng đi kiếm chuyện, mà đi kiếm chị không bình an, mà muốn bình an không đi kiếm chuyện, chị mình không mệt quá dẹp đi đã, đúng không, đúng không à, à sớm được về lại ngôi nhà à, mà ông bà để lợi với huyện à, cho cậu Năm để lợi cho ve, trời ơi má ơi, má ơi trời ơi má ơi, trời ơi má ơi, giờ này không biết ăn vùng què đất đẻ gì. Mà nó còn niềm tin là chúc ve sớm quay trở về căn nhà số 5 như lời di nguyện của cậu. trời má ơi nó ăn cái gì trời, giá nó ăn ba cái hủ tiếu mà mày bỏ bột ngọt gì quá ha, bún bò bỏ bột ngọt gì quá, với cái đầu nó bị gì rồi, ừ. Giờ này giấy tờ pháp lý hồng đo đứng tên hết trơn mà còn mong là trở về căn nhà hay di nguyện của cậu nữa, cậu nào
ông xỉn ông sai, ông nói chơi nó đại, và ông có ký tên vô vấn đề mà xác định công chứng không, ông có ký tên vô cái tờ với chúc bàn nhậu không, mà nói di nguyện của cậu hả? Ông nói như vậy là ông bảo vệ tính mạng cho Hồng Loan đó chứ. Mà ông nói thôi tài sản này tao để cho con tao là nó thịt Hồng Loan lâu rồi, nó làm Hồng Loan 7 món rồi, Hồng Loan nó tên chua, Hồng Loan xào mốt xào bầu, Hồng Loan nướng hấp chiên luộc bốc thấu gì, nó làm 7 món rồi. Cậu chính vì ông bảo vệ Hồng Loan nên ông phải hứa với con ve như vậy, hứa với cô Sáu vậy để cho ve và cô Sáu yên tâm, nên Hồng Loan nó sẽ an toàn. Chứ nếu mà nói là cho Hồng Loan thì liệu mẹ con của cô Sáu làm gì Hồng Loan rồi? Cậu thừa biết tính tình của hai mẹ con đó mà. Tại sao nếu mà cậu thương hai mẹ con, tại sao xin vô hộ khẩu đi học thôi không cho, xin vô hộ khẩu tạm trú tạm vắng không cho, ngộ vậy đúng cả nhà. Mình con nít mình cũng biết cái chuyện đó nữa. Nếu mà cậu thương cậu cho hộ khẩu rồi, tại vì cậu muốn cho tài sản nó thì trước sau cũng phải của nó, thì cậu cho vô hộ khẩu sau này nó tiếp quản hết là chuyện bình thường. Mà tại sao con của ve xin vô đi học không cho, tạm trú tạm vắng không cho, mà nói là di nguyện coi, mà di nguyện không có chữ ký của cậu, tự ý đi ký. Rồi quan đàn chi địa, quan đàn chi địa tự cái gì cũng phải, Ninh Dương đầu bò, Vinh Dương đầu bò, Đông Dương đó. Giờ cái đàm chứng sao bỏ của chạy người luôn, tới giờ không lú mặt cái luôn, hên á, bỏ của chạy đi người còn đỡ, chứ hôm nay bao bao luôn ve là không xong tàn canh xương gió lạnh rồi. Đông Dương gì đó là bỏ của chạy đi người luôn, đâu dám làm chứng đâu. Phải vậy là hôm nay ngồi lại làm chứng với ve là xong rồi, xong rồi đúng không? Cả đó giờ này mà còn mơ tưởng về căn nhà với một bầy quỷ. Chúng ta là lũ quỷ ở tận trời xanh, ở tận núi cao, như anh em một nhà cùng nhau múa ca, như cây sương vòng nở qua. Trời ơi trời, giờ này mà còn mơ chút về nhà số 5, chút mẹ về T30 đi. Trời ơi, chồng nhiều phòng mình chết không chịu về ở căn nhà số 5 nhỏ xíu. Tuy là có mặt tiền thiệt nhưng mà ngắt ngủ ở cả nhà. Bước vô cái là hết cái nhà, rất là chật hẹp luôn. Mà ăn hết rồi, ăn tận ăn mạng rồi, chỉ còn là đúng căn nhà để thờ ông thờ bà cũng muốn cạp luôn. Mà nếu mà dành á thì không có Hồng Loan tới con Hồng Loan, không có con Hồng Loan tới bình bơm với Mỹ, không tới lượt mình đâu bé ve, không tới lượt mình đâu, về bên chồng mình nó dành, về bên chồng mình dành. Nghe thông tin là Long Dịch với ve là ly hôn rồi, ly hôn để tẩu tán tài sản rồi. Cả nhà từ lâu đâu thấy Long Dịch đúng không? Long Dịch đi giặt quần ta rồi, mắc đi kiếm chồng rồi đó. Nếu không kiếm chồng rồi có ngày ăn ngồi giặt quần ta không thấy mặt, tội là hủ tiếu bên không, mà hôm nay không thấy hủ tiếu luôn đó. Vậy là để là tẩu tán tài sản rồi đó. Tẩu tán tài sản kệ đi, nó tẩu gì cậu, cái bà nội nó tới sau kê mà nó không trả đủ cái số tiền vô cái tài khoản, nó vào ngày cậu năm mất là nó đi rồi, cái khỏi muốn tẩu đường nào nó tẩu. Cái đầu óc nó không khôn hơn ông giáo đâu, đầu óc nó không khôn hơn cái nghiệp đâu, không có khôn đường nào, không có nào. Đầu óc ve vỏn vỏn vẹn hai từ tham lam thôi chứ không có khôn ai, ngu nhất thiên hạ luôn, hai mẹ con ngu nhất thiên hạ luôn. Cái người mà cần giữ ân tình không giữ, còn cái người mà không cần giữ lại tung hô là người hùng, tung hô cô Chiên là người hùng, tung hô 20k là người hùng, tung hô cô Tiên á, trời ơi cô ơi, con nằm mơ con thấy cậu với cô. Thánh thần ơi, Thánh thần ơi, con nằm mơ thấy cậu với cô. Cô Chiên là người hùng luôn bảo vệ con, đúng rồi, lợi dụng con ăn được mười mấy tỷ tiền quyệt mộ phần mộ mà không bảo vệ con sao được. Giờ còn kêu gọi người ta lên mua vé, ủa thương quá mua vé hết đi, nó có 2-3 ngàn vé mua hết đi cô Tiên, cô giàu mà. Cô kêu gọi người ta làm chi, ở đây không ai rảnh á, không ai rảnh mà đi coi mấy người mà lương lẹo cháo chở mà hát á, ca nhạc là món ăn tinh thần, mà đi coi cái con đứa mình là tụi hy sinh đôi dép mới mua 15 ngàn hai đôi quẹo lựa chậu vô mặt nó, mất công mất đôi dép về mua nữa, mất công giờ tốn không chịu nữa, để chịu mua hộp bánh trung thu á với hai lon bia về nhậu thôi, mua đồ về nhậu sướng nữa đúng không, không thôi mua dừa uống cái lỗ máu xỉu trơn sướng nữa. Không thần ơi, rồi nói tới le dịch bầu chứ đi. Thờ tới chị le rồi, trời ơi quả vô ăn chuối quá trời, ai dám tin tôi vậy. Thờ tới chị le cả nhà ơi, Phạm Thần ơi, bông le sắp tới không phải điều tra tại vì điều tra cái vụ mà hổ với đất nước là chắc ăn rồi, nhưng mà người ta dập thêm nhiều cái video thô tục trên mạng xã hội, nhiều video phản cảm mạng xã hội, nhiều video mà không chấp nhận trên mạng xã hội được. Thời buổi văn minh rồi, thời buổi hiện đại rồi, những ngôn từ đó không chấp nhận được nữa, nên người ta đã gỡ hết cho bên sở 4T rồi. Sở 4T đang xem xét thì báo công thương đã đăng rõ ràng rồi đúng không? Đó thì bây giờ nghe phong phanh á, nghe tôi đồn nghe mấy má, tôi cũng biết là tôi nghe giang hồ sứ bóng gió đồn. giang hồ sứ bóng gió đồn là sắp tới sẵn mà điều tra cái vụ mà hổn với ca đó, với lại nó tục nó tiểu đó, sẵn cái ta đi ta rảnh mà, cái ta đi ta ghé ngang ta điều tra kinh tế buôn bán luôn.
cái này mới là cái điểm nguyệt nè, cái này mới là tử nguyệt nè, tự đi kiếm dắt gió cho mình. Chị bông le le là tự đi kiếm dắt gió cho mình, đang yên đang lành tự nhiên bá vô anh bóng xuống tận mạng tận số tận cùng ba số, bá vô anh bóng đó rồi gây chuyện kiếm chuyện người ta, tự đi kiếm dắt gió cho mình, tự đi kiếm cái nghiệp của mình, tự đi kiếm cái sự mầm thất bại cho mình chứ không ai kiếm, đúng không? Đó sao mấy bữa nay xong thấy anh bóng chị bông lên bài khỉa má tư đó ta, không lên bài ăn hiếp má tư đó ta, không vũ má tư chửi quýnh lộn ta, hai trợ lý đâu ta, không nhắc tuồng nữa ta, không thấy luôn á. Chứ mà mấy lúc trước mà tôi cần lướt trên mạng đây thấy bóng bồng, cái lướt qua mạng đây thấy bóng bồng, qua TikTok thấy bóng bồng, lên Facebook thấy bóng bồng, cái qua mình YouTube thấy bóng bồng, cái gì cũng thấy bóng bồng, chứ mà muốn đập điện thoại giục mẹ luôn à. Sao mà mấy hai ba ngày nay làm như câm ngang, giống như gió mùa thu mẹ du con ngủ thổi qua cuộc đời bóng bồng với hai trợ lý câm ngang luôn. Chỉ có ông giáo, chỉ có ông giáo và quy luật của cộng đồng mạng mới mai cái mỏ hổn của chị bông, trong cái nghề mà làm mỏ hổn của chị bông á, đôi khi bị sẽ kết thúc cuộc đời tại đây. Và cái nghiệp nó sẽ trổ rồi, nó trổ giống như là mùa đít đơm bông vậy, nhớ mùa hoa đít nở, mùa hoa đít tên búa đó. Đó sắp tới là tôi nghe này, nghe đồn nha mấy á, xứ bóng gió này đồn nha, là sắp tới sẽ ghé sang cái vụ kinh doanh kinh tế luôn. Trời ơi, cái vụ này hơi mệt á. Mấy ngày trước còn lên dỗ người xương tên tôi làm đại sứ thương hiệu mua mua thôi, không cần ai mua mua thôi, tôi đâu mất mát gì đâu, tôi làm đại sứ có mất gì đâu, ký hợp đồng ha, làm đại sứ, ký hợp đồng làm đại sứ. Nói cả nhà nghe nè, thí dụ mình vô tình giống như chuyện thì thường ngày là mình bán không được thì không sao, còn mà nếu bên cái thương hiệu mỹ phẩm đó điều tra ra biết chị bông với anh bóng làm tổn hại đến mỹ phẩm danh dự của họ, là do họ hổn với Úc Ca làm là chửi cộng đồng mạng để ảnh hưởng đến hợp đồng đó là phải đền, chứ không phải bán được không đâu, phải giỡn đâu. Công ty người ta nước ngoài là ta không có giỡn đâu, ví dụ mà tác nhân bình thường á là do mình cộng đồng mạng người tiêu dùng không xài đó là mình không ế là chuyện bình thường, còn cái chuyện mà tự bóng bông làm cho cái bộ mặt khi mình làm đại diện, mình làm đại diện là mình cam kết người ta là mình không làm gì xấu để ảnh hưởng đến mỹ phẩm, đúng không, thương hiệu không, mà hai người này tự làm xấu, tự bôi xấu, tự làm những chuyện mà ảnh hưởng tới thương hiệu người ta là phải đền hợp đồng, chứ đừng có nói mà bán không được thì thôi nha nha chị bông, mà đâu phải đền một đâu, ký một nhưng mà đền ba bốn chứ không phải giỡn đâu, nước ngoài nó khôn lắm chứ không phải nó ngu đâu. Ở đây mình lên mà nói bán không được thì thôi, đó bán được thôi chị bình thường đó, chị bình thường, ví dụ giờ mình bán được coi như là ế theo thời theo thế nó ế, còn cái này chính hai người này làm cho ảnh hưởng cái thương hiệu mỹ phẩm. Người ta điều tra ra hai người đại diện mà hổn với đất nước, rồi họ ký hợp đồng qua Việt Nam làm ăn, mà hai người này hổn với đất nước Việt Nam thì họ không ký nữa, và hai người này sẽ đền hợp đồng. Có không? Trời, tôi nói vậy cái nhà hiểu không? Chứ không phải mà giỡn mặt đâu nghe chị Bông. Tại chị Bông có học lớp 4 thôi, mà chị Bông nhờ có tiền nên chị Bông dũa mài tô son chét phấn, nên chị Bông sáng chút cái người ta tưởng chị Bông là doanh nhân, tưởng chị Bông học cao hiểu rộng, nhưng đối với tôi chị Bông không có cửa ha. Tại tôi hàng tôm hàng cá, tại tôi ở dưới quê tôi không có giàu bằng chị Bông, chị nên người ta tưởng tôi giống như dốt hay gì đó tôi không biết, nhưng mà nói về mà nói chuyện á lý lẽ chị Bông không có cửa với tôi đó, nói về cái độ thông minh là chị Bông không có cửa với tôi. Cả chị Bông may mắn vớ được ông chồng mà đụng cái giò cái cứng ngắc đó, ông chồng mà hửi nếm không cho lại mày đó à, nên chị Bông có tiền thôi. Chứ nếu mà xa cả làm ăn chị Bông làm đỡ tôi, đúng không, mà may mắn kiếm đường chồng. Giờ giờ mình lên mình kể mình chỉ dạy cách mọi người làm này làm kia, ông chồng cũ của bé le le đó hôm nay niệm Phật không, niệm Phật cầu siêu cầu an, niệm không luôn, niệm Phật mà ngày đêm luôn, ông không có dám ra đường nhà niệm Phật không, ông mô Phật không, tại vì sao, trời ơi có con vợ khủng khiếp quá, ông suy nghĩ không biết sao hồi xưa mình lấy lên chi vậy trời, má ơi tụi con điên con khùng mà tự nhiên mình lấy lên chi vậy, đúng không, dù gì thôi giờ nhưng mà vẫn ảnh hưởng đến chồng cũ, và đặc biệt ảnh hưởng đến ba đứa con mình. Và bây giờ lên thề thốt với báo chí là nếu mà có sửa lại quốc ca thì tổn hại đến ba đứa con, thôi nó con nít cởi nó đi, bỏ nó đi qua đi, mình người lớn mình có chơi có chịu, thua thì chung, đừng có lau nít cho tội nghiệp, sao làm gì cũng đem nít vô vậy hả, là cái lợi không lợi cộng đồng mạng, cái đổ thừa cộng đồng mạng làm con mình tổn thương. Bây giờ đối diện với pháp luật cũng đem con mình ra, sao khổ ba đứa con vậy, sao khổ tụi nó vậy hả, nó con nít cởi nó vô tội cứ đánh qua đi, còn mình người lớn chơi thua chung vậy thôi, đừng có lo con lo cái gì vậy,
mà giờ cái chuyện mà ảnh hưởng quốc ca là dù lo con lo ông cố bà nội bà sơ bà kiết hay là bà sợ bà sạp bà xì gì đó cũng bị tội đó. Chứ không có cái đường nào đừng có đem con mình ra mình đem con mình ra trong trường hợp nào đúng thì trong trường hợp sửa quốc ca với trong trường hợp mình thô tục trên mạng xã hội vậy những lúc mình thô tục như vậy mình có nghĩ ảnh hưởng tới con mình hay không hả? Những lúc mình như vậy mình có sợ ảnh hưởng tới tương lai con mình không, ảnh hưởng tới cái nhận thức và danh dự con mình không? Những lúc đó mình có nghĩ không? Mà bây giờ là mình vướng chàm rồi, mình đổ thừa, mình lo con mình ra, mình thề là nếu mình sửa quốc ca thì con mình bị gì, nếu mà có sự thật là con mình bị luôn đó, tại mình chính là người sửa mà. Nếu mà nói là tại tôi không cố ý, nếu mà nói câu vậy là ai cũng sửa quốc ca, xong rồi nói với ông giáo là tôi không cố ý rồi cái xong hả? Vậy ta sửa đầy luôn, sửa xong cái nói hồi không có lý ơi, tại vô tình không cố ý rồi cái sửa đầy hả? Đâu có mình ăn bậy nhưng không có thôi nói bậy được, ăn bậy cái xúc miệng đồ khạc khạc nó ra, còn nói bậy là tiếng gian xa xa. Trời ơi sắp tới ngon, sắp tới phim hay không thôi nghỉ khỏe cho nên mập mạp xem phim. Thôi đi uống nước dừa.